chào quý khán giả, mời quý khán giả cùng cập nhật những tin tức nổi bật trong bản tin trưa ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Quân chủng Phòng không Không quân đã meeting kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn quân, 45 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, Bộ đội Phòng không Không quân đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong cuộc đối đầu lịch sử với không quân Mỹ, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52 của chúng vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận, cùng với quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay chiến lược B-52, làm nên chiến thắng vĩ đại Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng phòng không không quân luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng của hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và không hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Thủ tướng khẳng định, đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trên mặt trận đối không của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Đây cũng là bài học về tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện về xây dựng ý chí quyết tâm và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng mong muốn những bài học kinh nghiệm sau 45 năm nhìn lại chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hy vọng quân chủng phòng không không quân nói riêng và lực lượng quân đội nói chung sẽ tiếp tục nghiên cứu vận dụng và kế thừa lòng dũng cảm, trí thông minh và sự sáng tạo để phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trước dư luận không tốt trong việc thu hồi khen thưởng quan chức doanh nghiệp thời gian qua, Bộ Nội vụ sẽ có nhiều biện pháp nắm bắt thông tin dư luận trong quá trình thẩm định khen thưởng, nhất là đối với các doanh nghiệp. Nội dung này đã được đề cập tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay ngày 21 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2017, Bộ đã trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho gần 83.000 trường hợp. Tuy nhiên, việc bình xét, suy tôn và công nhận danh hiệu thi đua ở một số bộ ngành địa phương chưa chặt chẽ, còn có trường hợp được khen thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu, chưa thực sự lan tỏa. Từ thực tế này, thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục nêu gương. Trong đó, quan tâm nâng cao tỷ lệ khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Trước các vấn đề thu hồi khen thưởng quan chức, doanh nghiệp nóng dư luận thời gian qua, Bộ cũng sẽ có nhiều biện pháp nắm bắt thông tin dư luận trong quá trình thẩm định khen thưởng, nhất là đối với các doanh nghiệp. Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 70 về chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ban Chỉ đạo cho biết hiện chất lượng lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, thất nghiệp trong nhóm thanh niên và nhóm có trình độ kỹ thuật vẫn còn cao. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, ước trong năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%, tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, hải đảo giảm 3-4% so với năm 2016. Tuy nhiên, tình hình thiên tai bão lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung vừa qua làm phát sinh một số hộ nghèo tại một số địa phương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra soát để có con số báo cáo Chính phủ. Trong năm 2017, có 1,5 triệu lao động có việc làm, nhóm lao động khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản còn khoảng 40%, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm qua các quý. Tính đến tháng 9 năm 2017, đã có gần 2.300 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm được cho vay, giải quyết cho 110.000 lao động. Chất lượng lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, thất nghiệp trong nhóm thanh niên và nhóm có trình độ kỹ thuật vẫn cao. Thưa quý khán giả, ngày 9 tháng 12 năm 2017 vừa qua, trong bản tin thời sự tối lúc 19 giờ trên kênh VTC1, có đưa tin cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ. Kênh VTC1 xin đính chính thông tin trên như sau. Việc khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ tại thời điểm đưa tin vào chiều ngày 9 tháng 12 là không chính xác. Trân trọng cáo lỗi cùng ông Phùng Đình Thực, ông Đỗ Văn Hậu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và quý khán giả.
Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác, như chúng tôi đã đưa tin ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, gửi hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một điểm đáng chú ý nữa trong kết luận điều tra cho biết, ông Đinh La Thăng khai báo thiếu thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự thật, gây cản trở các hoạt động điều tra. Vào tháng 3 năm 2017, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với PVN để làm rõ một số dấu hiệu vi phạm thì ông Đinh La Thăng, lúc này là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã gọi điện nhờ một số người là thành viên Hội đồng Quản trị PVN năm 2008 xác nhận việc năm 2008, Hội đồng Quản trị PVN có họp bàn về chủ trương góp vốn vào PVN. Ông Đinh La Thăng đã sử dụng giấy xác nhận để cung cấp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi bị bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 12, ông Đinh La Thăng đã xin thay đổi lời khai và thừa nhận sự việc trên. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã làm việc với một số người đã được ông Đinh La Thăng nhờ vả. Qua đó cho thấy, do cả nể nên những người này đã ký xác nhận cho ông Thăng. Trên thực tế, họ không được ông Thăng trao đổi hay bàn bạc gì việc góp vốn vào Ocean Bank vào năm 2008. Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Hải Phòng vừa có kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị giảm phí BOT hoặc bỏ phí đường bộ để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Hải Phòng cho biết, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xin giảm phí trên các quốc lộ mà có dự án BOT vì mức giảm là quá thấp so với việc tăng phí quá cao trong thời gian qua. Đơn vị này cũng đề nghị bãi bỏ việc thu phí tại hai trạm trên quốc lộ 5 do hầu hết các phương tiện hiện nay đã đóng phí bảo trì đường bộ. Trong trường hợp Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính vẫn duy trì thu phí tại hai trạm trên quốc lộ 5, đề nghị bãi bỏ việc thu phí bảo trì đường bộ với phương tiện để tránh tình trạng phí chồng phí như hiện nay. Trong một văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải phát đi vào tối ngày hôm qua, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường taxi thành phố đã đảo lộn, các doanh nghiệp taxi bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi Grab và Uber hoạt động tại thành phố từ năm 2014. Đến nay đã có 4 hãng taxi đã phải giải thể hoặc sáp nhập do không chịu được áp lực thị trường. Số lượng taxi truyền thống giảm hơn 3.000 xe so với năm 2010, hiện chỉ còn hơn 8.900 xe. Trong khi đó, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng xe chạy hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ đang hơn 28.000 xe. Đa số hoạt động dưới danh nghĩa hợp tác xã, phần lớn hoạt động dưới hình thức Uber và Grab. Một số hợp tác xã có lượng xe rất lớn từ 4.000 đến 6.000 xe. Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là kết quả trái ngược của vận tải hành khách bằng taxi và vận tải hành khách bằng hợp đồng điện tử được thí điểm theo quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải năm 2016. Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải không nên tiếp tục gia hạn thí điểm hoặc để tình trạng thị trường taxi như hiện nay sau khi hết thời gian thí điểm. Bộ Giao thông Vận tải cần có văn bản chỉ đạo giải quyết các tồn động của đợt thí điểm trên theo quyết định 24. Việc xây dựng một số công trình cao tầng từ 40 đến 70 tầng sẽ có tác động lớn tới giao thông và chưa phù hợp với quy hoạch ga Hà Nội cũng như nội đô lịch sử Hà Nội. Đó là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận. Trong văn bản phúc đáp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch chung, khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị ga Hà Nội nằm trên địa bàn 4 quận nội thành là khu nội đô lịch sử, hạn chế phát triển, không xây dựng nhà ở cao tầng mới và gia tăng dân số. Riêng nội dung quy hoạch phân khu ga Hà Nội đề xuất cải tạo và xây dựng mới trong phạm vi 98,1 hectare, đề xuất nhiều nội dung cải tạo chỉnh trang đô thị với quy mô lớn về xây dựng công trình ngầm và công trình nổi, tái định cư. Trong đó, xây dựng mới một số công trình cao tầng 40 đến 70 tầng, chiều cao tới 200 mét, sẽ có tác động lớn về giao thông và không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị đối với khu vực ga nói riêng và khu nội đô lịch sử Hà Nội nói chung chưa phù hợp với quy hoạch chung. Dân số khu vực hiện khoảng 40.300 người, dự kiến sau quy hoạch sẽ tăng lên khoảng 44.000 người, chưa kể khách vãng lai. Do đó, quy hoạch phân khu cần nghiên cứu, dự báo và tính toán kỹ về dân số để đảm bảo không gây ra tình trạng quá tải về hạ tầng đô thị, đặc biệt là giao thông.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, ngày kết thúc năm học đều là ngày 25 tháng 5 năm 2018. Đối với cấp học mầm non, tiểu học, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2017 và đến ngày 5 tháng 1 năm 2018. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018. Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2017 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Đối với hệ giáo dục thường xuyên thì học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2017 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Vài ngày trở lại đây thì nhiệt độ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã xuống khá thấp, đặc biệt là về đêm và sáng sớm với mức nhiệt dao động từ 18 cho đến 21 độ C. Với người dân của vùng đất phương Nam quanh năm nắng ấm thì mức nhiệt này được coi là khá lạnh. Không ít người lại tỏ ra khá thích thú với thời tiết hiếm có khi này. Hơn 6 giờ sáng, thay vì nắng nóng như mọi ngày, hôm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh lại khá lạnh, gió to kèm theo vài cơn mưa nhỏ. Cũng là áo khoác, là khăn choàng nhưng không phải là để che nắng mà là để giữ ấm cơ thể. Rất là lạnh, tối thì lạnh lắm, tối lạnh như là nước đá vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là còn lạnh nữa, thì tới Noel còn lạnh dữ lắm, nghe nói còn lạnh rất là nhiều. Năm nay nó lạnh là hiếm lắm, ít khi lạnh lắm, ở Sài Gòn ít khi lạnh lắm. Lạnh á, sáng nay là lạnh, nói chung là lạnh, 2-3 bữa nay rồi là lạnh. Hồi đó giờ chưa, có nhưng mà hình như chú không nhớ, nhưng mà hồi năm 9 mấy á. Còn bây giờ là lâu lắm rồi nó mới trở lại cái đợt này. Phải rất lâu rồi, thành phố Hồ Chí Minh mới đón một tiết trời dễ chịu như thế này. Trời lạnh nhưng mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra bình thường, thậm chí có phần nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Không khí thay đổi rất là đột ngột, cảm thấy rất là lạnh. Lạnh và cảm thấy nó hơi khác. Mọi người thích lắm, nhất là đi đánh cầu như thầu lông như vậy đó là thích lắm. Không có mồ hôi, thể thao nó không có mệt. Cũng lâu rồi mới có cái không khí lạnh như thế này. Vừa thích vừa thấy thú vị. Nhưng mà buổi tối ấy, như mình ấy, là đi làm về ấy, là tối là mình thường dẫn người yêu hoặc người thân đi ăn. Ăn đồ nóng vào cái mùa lạnh là rất là thích. Cái không khí này thấy các bạn thoải mái lắm. Thời tiết như vậy thì rất là hạnh phúc. Và thế đó năm nay rất là hạnh phúc. Được biết, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Đối với những người dân ở vùng đất quanh năm nắng nóng, không khí lạnh tràn về là điều rất đặc biệt. Nhất là khoảng thời gian cuối năm, cận kề các dịp lễ Tết, một chút lạnh sẽ làm cho mùa Giáng sinh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong các bản tin trong ngày của kênh VTC1. Và tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức bất động sản đáng chú ý có trong bản tin Địa ốc 24 giờ cùng biên tập viên Thu Hương.